Bằng các hoạt động cụ thể, nhân dân khu 3 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông đã tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. 7 giờ sáng, ông Phan Phú Lương, khu 3 xã Dân Quyền cùng với nhiều hộ dân trong khu tham gia vệ sinh đường làng, trồng cây, trồng hoa, thu dọn rác thải. Hoạt động được duy trì hàng tháng, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, từng bước đạt các tiêu chí về môi trường, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Là một người dân, bản thân tôi phải có trách nhiệm cùng với người dân chung tay vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh tại nhà văn hóa khu dân cư, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp để xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã thay đổi cơ bản nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Nhân dân trong khu đã tự giác tham gia các buổi lao động vệ sinh môi trường. Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường đã đi vào nền nếp và được tổ chức vào ngày 20 hàng tháng. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong khu, đến nay khu dân cư số 3 đã hoàn thành đạt và vượt 13 trên 14 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi hàng tháng là cứ duy trì đôn đốc nhân dân là vào ngày 20 hàng tháng thì tổ chức công tác vệ sinh môi trường từ nhà văn hóa rồi các cái tuyến đường nội đồng, các tuyến đường liên xóm và trên địa bàn khu dân cư và cũng như là cắt tỉa các cái cây hoa ven đường và khuôn viên nhà văn hóa để là đảm bảo cho cái việc vệ sinh môi trường. Những tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, những hàng cây, bồn hoa được trồng và chăm sóc bởi người dân nơi đây đã tô thắm thêm diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần nâng cao tiêu chí về môi trường trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở địa phương.